vì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình hỏi đáp du học của công ty Tân Đại Dương ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có thể nói du học Canada là một trong những sự lựa chọn lý tưởng của các bạn học sinh sinh viên hiện nay. Bởi lẽ nơi đây có nền giáo dục rất được người dân Canada quan tâm và chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất. Hệ thống chính trị thì được đảm bảo rất là tốt. Thì trong chương trình hỏi đáp du học Canada ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với Quế Hương, chuyên viên tư vấn tại Tân Đại Dương để có thể tìm hiểu rõ hơn về môi trường sống, cách ăn ở, nền văn hóa, giáo dục của đất nước Canada là như thế nào các bạn nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Đầu tiên thì Quế Hương có thể chia sẻ cho các bạn biết là nền giáo dục Canada được cả thế giới nhận xét và đánh giá như thế nào và vì sao thì chúng ta nên chọn Canada là điểm đến để du học ạ? Cảm ơn câu hỏi của Mai, đây là một câu hỏi khá là hay. Thì nền giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Canada. Vì thế nền giáo dục Canada luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất. Canada là quốc gia đầu tư nhiều cho giáo dục tính bình quân trên đầu người so với các nước trong tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế gọi tắt là OECD và cao nhất trong khối các nước là G8. Trong các cuộc thi toán và khoa học quốc tế thì các học sinh Canada luôn đạt điểm cao nhất. Đó là bằng chứng cho chất lượng giáo dục vượt trội của nền giáo dục Canada và bằng cấp của Canada được quốc tế công nhận và đánh giá cao trong rất là nhiều lĩnh vực đó Mai. Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới. Vậy thì Quế Hương nhận xét như thế nào về đánh giá rất là tích cực này? Theo Liên Hiệp Quốc và The Economist Intelligence Unit thì Canada được xếp hạng 1 trong 10 nơi sinh sống hàng đầu thế giới từ năm 1994. Và trong khảo sát của Liên Hiệp Quốc, Canada đã đạt được nhiều điểm cao về giáo dục, tuổi thọ cao, dựa vào hệ thống phổ cập chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và tỷ lệ tội phạm và bạo lực rất là thấp. Thêm vào đó, những thành phố lớn của Canada như là Vancouver, Toronto và Montreal được công nhận là những thành phố tốt nhất trên thế giới để sinh sống và làm việc dựa trên chất lượng vệ sinh an toàn. Các hoạt động văn hóa và cuộc sống đầy hấp dẫn của các thành phố này thì đang rất là thu hút rất là nhiều sinh viên Việt Nam đến du học tại đây đó Mai. Vậy thì người dân ở Canada có mức sống như thế nào vậy Quế Hương? Người dân Canada thường hưởng mức sống vào hàng cao nhất trên thế giới. Trên 70% dân Canada có nhà riêng với tỷ lệ cao sở hữu các sản phẩm tiêu dùng như là xe hơi, tủ lạnh, máy giặt, TV, điện thoại, radio, v.v. Và Canada cũng là đất nước có hệ thống an ninh xã hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Truyền thông, giải trí, nghệ thuật rất là phát triển ở Canada. Người dân thì Canada tự hào về hệ thống phát thanh và truyền hình hiện tại của đất nước mình, bao gồm là trên 10.000 đài phát thanh AM và FM và khoảng 719 kênh truyền hình phục vụ nhu cầu giải trí và giáo dục cho khán thính giả. Bên cạnh đó còn có các viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, dùng các hoạt động biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật và rất là phong phú khác đó mà. Vậy là người dân Canada có mức sống rất là cao và tiên tiến đúng không Hương? Quý Hương nè, và nền văn hóa là một trong những vấn đề đang rất là được quan tâm. Vậy thì tại Canada thì vấn đề này được thể hiện như thế nào? Vậy như Quý Hương có thể chia sẻ thêm được không? Về nền văn hóa của Canada thì đây là một đất nước rất là hiếu khách. Canada là một quốc gia của dân nhập cư và luôn quan tâm khuyến khích phát triển nền văn hóa đa sắc tộc. Chính vì vậy, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Hầu như mọi sắc tộc trên thế giới đều thể hiện ở Canada. Vì vậy, hầu hết các loại thức ăn, các hoạt động giải trí cùng với nền văn hóa đặc thù của các dân tộc cũng có sẵn ở Canada. Các thành phố ở Canada cũng có nhiều công viên, vườn cây và bãi biển công cộng. Cũng có các trang thiết bị giải trí và thể thao tuyệt hảo đó Mai. Môi trường nơi đây thì khá là sạch đẹp và điều đó được thể hiện như thế nào vậy Quế Hương? Người dân Canada rất tự hào về môi trường thiên nhiên của đất nước mình. Hiện nay thì có 42 công viên và khu bảo tồn quốc gia tọa lạc khắp các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada nhằm bảo vệ hơn 300.000 km2 đất hoang. Một số công viên quốc gia đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ đều có các khu vực được chọn là làm công viên, khu vực hoang mạc, khu bảo tồn thiên nhiên, sinh thái và trên khắp đất nước có đến 2.000 khu vực như thế đó Mai. Học sinh đến Canada là đến với một trong những nơi có môi trường thiên nhiên tươi đẹp nhất thế giới. Canada cũng là một đất nước phong phú về địa lý với nhiều quang cảnh thiên nhiên để thưởng thức, từ bờ biển British Columbia tươi tốt, dãy núi đá Rocky Mountains hùng vĩ ở Alberta, cùng với những ngọn đồi gồ ghề và bờ biển thơ mộng của vùng Đại Tây Dương. Thì tại đất nước có môi trường xanh sạch đẹp như thế thì vấn đề an ninh quốc phòng có được quan tâm chú trọng cho các du học sinh an tâm học tập nơi đây hay không vậy Hương?
Canada nổi tiếng là một đất nước hòa bình, sạch đẹp và an toàn. Tỷ lệ tội phạm đã giảm đều đặn kể từ thập niên 90, không giống như các nước láng giềng như là Hoa Kỳ, vũ khí được quản lý rất là nghiêm ngặt và thường không được phép sử dụng tại Canada. Du học sinh quốc tế đến Canada nên tuân theo các quy định về an ninh cũng như cách mà họ vẫn thường làm khi đi đến các quốc gia khác trên thế giới. Du học sinh có thể liên hệ với bất kỳ trung tâm giáo dục Canada nào để được tư vấn về các vấn đề an toàn cá nhân hoặc có thể tham dự các buổi hướng dẫn về an toàn cá nhân tại trường trước khi mà mình đi du học tại Canada. Theo như nhận xét của toàn thế giới thì nền kinh tế và công nghệ của quốc gia này được xem là đỉnh cao, nhất là về giao thông vận tải. Vậy thì quê hương có thể giải thích sâu hơn về khía cạnh này cho các bạn biết được không? Canada là một môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh và học tập, trong đó có sự đóng góp của các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu tài năng tại Canada. Canada là một quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin về máy tính. Ngoài ra, Canada còn là cường quốc trong lĩnh vực truyền thông, vận tải và cơ khí, đặc biệt là về hàng không vũ trụ, giao thông đô thị, vi điện tử, dụng cụ y tế, phần mềm cao cấp, thủy điện, năng lượng hạt nhân, laser và điện quang điện tử, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm và thức uống. Cuối cùng là về vấn đề ngôn ngữ, một vấn đề rất là quan trọng. Vậy thì quê hương có thể nói cho mọi người biết là tại Canada thì người dân thường sử dụng ngôn ngữ nào là chính vậy ạ? Canada là một đất nước song ngữ, có hai ngôn ngữ chính thức, đó chính là tiếng Anh và tiếng Pháp. Đại đa số, khoảng 75% cư dân nói tiếng Pháp của Canada sinh sống tại tỉnh Quebec ở phía đông Canada, nhưng cũng có nhiều cộng đồng nói tiếng Pháp trên khắp đất nước nữa. Theo kết quả điều tra dân số vào năm 2001 thì tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của 81% dân số Quebec và là ngôn ngữ được sử dụng ở tại gia đình khoảng 83% dân Quebec. Ước tính thì có hơn 1 tỷ người nói tiếng Anh và hơn 250 triệu người nói tiếng Pháp trên thế giới. Đây là một quốc gia sử dụng hai ngôn ngữ. Canada có nhiều chương trình Anh văn ngôn ngữ thứ hai gọi tắt là ESL và Pháp văn ngôn ngữ thứ hai gọi tắt là FSL, chất lượng cao dành cho học viên nào muốn theo học một hoặc là cả hai ngôn ngữ trên đó Mai và các bạn. Đó là những thông tin khá là bổ ích cho những ai đang có ý định du học tại đất nước Canada mà công ty Tân Đại Dương muốn gửi đến các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Quế Hương rất là nhiều. Và để biết thêm thông tin chi tiết về du học Canada, các bạn có thể liên hệ tại văn phòng chính của Tân Đại Dương, đó là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 0838484879, hoặc là các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.